cáo hãy trả lời rõ. Họ tên, bị cáo là gì? Thưa tòa, mình là Sùng A Xua. Ngoài tên là Xua ra, bị cáo còn có tên gì khác không? Không có. Khi tòa hỏi, bị cáo phải xưng hô là bị cáo hoặc là xưng tôi, không được xưng mình với tòa. Bị cáo đã rõ chưa? Mình cũng nhắc cho tòa biết, tòa sai rồi mà có nhắc mình à? Bị cáo nói cho tòa biết, tòa sai ở chỗ nào? Tòa sai rồi. Mình là dân tộc Mông, trước kia gọi là người mèo, mà tòa lại gọi mình là bị cáo là sai, tòa phải gọi mình là bị mèo mới đúng chứ.